Hồng Nga xin chào các bạn đến với chương trình live Facebook của BBC tiếng Việt. Ngày hôm nay thì nói thật là Hồng Nga dẫn một cái chương trình mà trong một lĩnh vực mà cũng không hiểu biết nhiều lắm, bởi vì là cho đến bây giờ thì vẫn chưa biết luật Việt vị là như thế nào. Thế nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện về bàn thắng gây tranh cãi, nói đúng hơn là cái bàn thua gây tranh cãi của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Tuy rằng là Hồng Nga thì không biết nhiều về đá bóng, thế nhưng mà ở đây thì có anh Huy Bùi là người đã bình luận rất là nhiều chương trình bóng đá của BBC. Thì bây giờ lược lại một chút cái chi tiết của trận ngày hôm qua, mà nói thật là Hồng Nga rất bức xúc ạ. Bởi vậy cho nên là kiên quyết là sẽ là tham gia cái chương trình này ngày hôm nay. Tức là hôm qua ấy, thì khi mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tranh cái cúp vô địch với đội tuyển bóng đá nữ của Thái Lan, thì sau sau khi đã hòa 1-1 trong trận chính thức, thì hai đội đá luân lưu 11 m, và một bàn thắng của một cầu thủ Việt Nam, hình như là tên là chị Liễu Nguyễn Thị Liễu Liễu ạ. Vâng, thì mà Hồng Nga thấy rõ ràng là bóng đã đi vào trong cái cầu môn rồi. Thế nhưng mà sau đó thì thủ môn của Thái Lan phá ra và trọng tài không công nhận bàn thắng đó, và sau đó thì là chung cuộc thì Thái Lan đã chiến thắng và giành cúp vô địch. Thế anh Huy Bùi nghĩ thế nào ạ? Trước hết thì mình phải nói là trên góc độ người xem như chúng ta thì chúng ta nhìn qua màn ảnh, hoặc là kể cả ngồi trên sân, có thể chúng ta sẽ nhìn quả bóng nó đi hẳn vào lưới và qua vạch vôi và chúng ta nghĩ đó là bàn thắng. Nhưng vấn đề ở đây là trọng tài, cụ thể là trọng tài chính là cái người đứng thổi còi cho pha phạt luân lưu đó, và cô trọng tài biên đứng ở ngay vạch biên, người ta có nhìn thấy quả bóng nó vào lưới hay không. Chỉ khi nào hai người đó nhìn thấy 100% và chắc chắn là quả bóng đã qua vạch vôi thì người ta mới công nhận đó là bàn thắng. Hôm nay bây giờ anh nói là trọng tài chính với trọng tài biên, tức là có hai vị, nhưng mà thực ra ấy thì là theo như báo chí viết, tại vì Hồng Nga không có mặt đấy, thì là trọng tài chính đầu tiên là đã công nhận là cái bàn đấy là bàn thắng rồi. Thế nhưng mà sau đó thì trọng tài biên mới nói là không phải. Bởi thế thì trong cái việc này ấy, thì là trọng tài nào có tiếng nói quan trọng hơn? Tất nhiên là trọng tài chính sẽ có tiếng nói quan trọng hơn. Tuy nhiên là với một pha xử lý trên sân, không chỉ riêng là bàn thắng mà kể cả mà pha phạm lỗi, thì nếu như cả hai trọng tài chính và biên đều đồng ý ngay từ ban đầu thì cái đó chúng ta không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên nếu như trọng tài biên có dấu hiệu gì đó không công nhận cái pha đó, không nghĩa là không giống ý kiến với trọng tài chính, thì trọng tài chính có nhiệm vụ phải lại hai người sẽ phải bàn thảo với nhau và đi đến quyết định cuối cùng. Tất nhiên quyết định cuối cùng vẫn là của trọng tài chính, nhưng mà rõ ràng trong pha bóng ngày hôm qua chúng ta thấy là sau khi công nhận thì trọng tài chính có trao đổi với trọng tài biên và cuối cùng thay đổi quyết định. Thế thì bây giờ hỏi riêng anh là khi mà anh ngồi lúc nãy thì đã thấy anh ngồi 15 phút anh nghiên cứu cái đấy, thì ý kiến riêng của anh là cái đấy có phải bàn thắng không? Không phải chỉ lúc nãy nữa mà từ sáng nay khi mà thấy mọi người bàn tán thì tôi đã xem rất kỹ về băng hình, thì chắc chắn đó là một bàn thắng vì bóng đã qua vạch vôi hoàn toàn và theo luật của FIFA thì đó là bàn thắng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn ở góc độ của trọng tài biên, là cô trọng tài biên khi cô đứng ở bên cạnh của khung thành và cô nhìn thì có thể là góc nhìn của cô bị khuất và cô không nghĩ đó là bàn thắng, cho nên cô mới không công nhận là bàn thắng và có sự trao đổi với trọng tài chính. Không hiểu là có nhiều bạn tham gia đang theo dõi chương trình này thì có bức xúc như là Hồng Nga không, nhưng mà sáng nay thì thực sự là Hồng Nga rất là cay cú và đã xem lại và thấy là rõ ràng là nó đi vào bên trong và nó còn cách cả cái vạch vôi một đoạn nữa. Thế nhưng mà theo luật, hình như là luật FIFA thì phải, tức là 98% quả bóng mà vào trong cầu môn, thế nhưng mà một đoạn mà vẫn còn nằm trên cái đường vạch vôi đấy thì không được công nhận, phải không anh? Chính xác là luật FIFA thì là bóng phải qua hẳn vạch vôi thì mới tính là bàn thắng. Và trong trường hợp ngày hôm qua thì theo như băng hình ghi lại thì bóng đã vượt qua vạch vôi. Vấn đề ở đây là để cho những tình huống như vậy không xảy ra thì FIFA đã có vấn đề có áp dụng cái kỹ thuật gọi là goal line technology, nghĩa là Vâng, anh có thể giải thích ạ, goal line là cái gì ạ? đấy 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 là cái cảm hứng để người ta nhận biết được quả bóng, trong quả bóng nó sẽ gắn một con chip, rồi khi bóng nó qua vạch vôi thì nó sẽ báo hiệu là nó là bàn thắng. Tuy nhiên là giải đấu năm nay thì ban tổ chức đã không sử dụng cái công nghệ này, Tại sao họ lại không sử dụng ạ? cái đó thì mình không biết, cái đó là do ban tổ chức họ, đây chưa chưa phải là một luật FIFA, chưa bắt buộc tất cả các giải bóng đá phải áp dụng, chỉ khi nào cái đó đưa vào thành luật thì mới phải là bắt buộc, còn hiện giờ thì là vẫn tùy thuộc vào ban tổ chức. Vấn đề thứ hai tôi muốn nói ở đây đấy là trận đấu ngày hôm qua nhiều người có nói về trọng tài chính là cô Thên Thên Ai người Myanmar, thì đây cũng là một vấn đề mà chúng ta, nó chưa phải là một dạng luật
nhưng nó là một cái hướng dẫn của FIFA, nghĩa là trong những đội vào, 4 đội vào vòng đấu cuối cùng, nghĩa là nếu mà ở giải đấu lớn là có tranh nhất nhì ba tư, như ngày hôm qua là tranh nhất nhì thôi, thì trọng tài của những trận đấu đó không nên là người mang quốc tịch của 4 cái nước vào vòng đấu cuối cùng đó. Thế nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là hôm qua trọng tài chính là người Myanmar, là có quốc tịch của đội bóng Myanmar vừa mới bị đội Việt Nam loại trận bán kết. Đấy là một cái điều mà theo tôi là nó không hợp lý trong cách sắp xếp của ban tổ chức. Vậy thì giải quyết như thế nào, hay là phải mời trọng tài từ ngoài khối Đông Nam Á, thí dụ như ngoài Trung Quốc chẳng hạn? Anh nghĩ thế có phải là cách giải pháp không ạ? Mời Trung Quốc thì cũng được, nhưng mà thật ra thì trong khối Đông Nam Á chúng ta cũng có nhiều nước mà không vào được mà vào đến vòng cuối cùng thì chỉ có 4 đội thôi, thì chúng ta có thể chọn một trọng tài không thuộc 4 cái nước đó, thì là như thế là hợp lý rồi, thì lúc đó sẽ không có sự thiên vị. Còn nói gì đi nữa thì như trận đấu ngày hôm qua, trọng tài chính mà quốc tịch của một cái đất nước mà vừa bị Việt Nam bị loại thì rõ ràng nó có một cái gì đó nó một chút thiên vị. Vâng, nhưng mà đó chỉ là cái nghi vấn và cái giả thuyết mà nhiều người đấy, đặt ra đấy, thôi phải không ạ, chứ không phải không ai có thể khẳng định được rằng là trọng tài đúng, đó, cái đó xử là như thế nào. cái đó là cái nghi vấn mà thôi. Tuy nhiên là tính trong luật của FIFA nó ghi rõ, nghĩa là về công tác trọng tài và sắp xếp chọn lựa trọng tài ấy, thì phải tránh tối đa cái vấn đề thiên vị. Mà vấn đề thiên vị thì nó có thể xảy ra rất dễ dàng là vấn đề cùng quốc tịch. Đấy là cái điều rõ ràng nhất FIFA có nói rõ trong bộ luật của mình và trong cái công tác chọn lựa trọng tài. Thế thì hôm qua chúng ta thấy là điều này là ban tổ chức làm chưa được tốt. Hiện giờ có bao nhiêu người theo dõi chị Bình Khuê, và có ai đặt câu hỏi gì không ạ? Vâng. Vâng. Thế bây giờ Nga hỏi anh Huy Bùi thêm một câu nữa, tức là về thi đấu bóng đá thì Nga không rành lắm, thế nhưng mà bởi vì là Nga cũng thi đấu taekwondo chẳng hạn, thì khi mà trọng tài xử mà đưa đạt điểm sai đó thì là huấn luyện viên hoàn toàn có thể xin dừng trận đấu và khiếu nại ngay lập tức. Thì không hiểu là trong bóng đá có trường hợp nào như thế chưa ạ? Thật ra thì luật dừng trận đấu mà để khiếu nại thì hiện nay những cái môn thể thao tập thể chúng ta thấy là chỉ có áp dụng là môn rugby, là môn bóng bầu dục đấy, thì là trận đấu phải ngưng để trọng tài xem lại hình ảnh và đưa ra quyết định đúng. Còn bóng đá thì rất nhiều người đã nói về vấn đề là trọng tài phải có một cái cách nào đó để mà khắc phục những cái quyết định sai ngay lập tức. Tuy nhiên là sau khi đưa vấn đề ra FIFA thì hầu như tất cả mọi người đều phản đối, bởi vì trận đấu bóng đá, cái một trong những điểm hấp dẫn nhất của trận đấu bóng đá nghĩa là tính liên tục trong mỗi hiệp là 45 phút. Thế thì nếu như một trận đấu mà bị dừng lại như vậy, nó sẽ bị vỡ vụn, một cái hiệp đấu bóng đá 45 phút nó bị vỡ vụn, mà như thế là nó mất sự hấp dẫn, ảnh hưởng đến vấn đề người xem và tính chuyên môn nữa. Cho nên là hiện nay thì mặc dù đã có nhiều đề nghị nhưng mà cũng FIFA chưa đồng ý cho cái chuyện nó diễn ra. Còn công, nhưng mà thật ra nếu nói về vấn đề bàn thắng được công nhận hay không thì chỉ cần áp dụng công nghệ goal line technology là được rồi. Nhưng mà rất tiếc là trận đấu hôm qua thì ban tổ chức lại không làm. Ok, thế rồi nếu mà không dừng được trận đấu thì nhưng mà sau trận đấu thì sao, liệu họ có thể khiếu nại và đến Liên đoàn bóng đá nữ Đông Nam Á chẳng hạn, họ mang những cái video mà đã ghi lại được rồi và họ xem lại và họ cân nhắc lại kết quả thì có được không ạ? Nếu như làm chuyện đó thì quyết định cuối cùng của ban tổ chức cùng lắm là xử phạt kỷ luật cái người trọng tài mà đã phạm sai sót trong trận đấu, chứ còn không thể nào thay đổi kết quả trận đấu được. Chúng ta còn nhớ là bàn thắng ngày hôm qua là chưa phải là rõ lắm đâu. Còn nhớ là trong trận đấu của giữa đội Anh và đội Đức ở giải vô địch thế giới 2006 đấy, thì là bóng nó còn 2014 bóng nó còn qua cả giữa khung thành rồi, nhưng mà trọng tài không công nhận. Trước đây trận đấu ở giải vô địch ngoại hạng Anh, giải ngoại hạng Anh thì giữa đội Manchester United và đội Tottenham cũng có một tình huống tương tự, nghĩa là bóng đã qua vạch vôi, thậm chí thủ môn Caro của Manchester United còn phải chạy vào trong tận gôn để lôi quả bóng ra, mà trọng tài chỉ nói một câu là tôi không nhìn thấy, thế là bàn thắng không được công nhận. Và sau đó thì có khiếu nại thì ban tổ chức kỷ luật ông trọng tài hết. Cho ông trọng tài đấy phải đề nghị được bảo vệ an ninh. Thì là bị kỷ luật là cái hình phạt cuối cùng đối với tổ trọng tài của trận đấu, và tôi còn không thể nào thay đổi kết quả trận đấu. Và như thế này là đội Việt Nam có vẻ là thua oan ức. Thế nhưng mà liệu những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, thí dụ như là Nga chẳng hạn, thì có thể làm một cái petition, một cái đơn khiếu nại online để yêu cầu những người mà có trách nhiệm họ xem xét lại không? Ai đồng ý? Ai đồng ý? Cái này thì hơi khó, thế nhưng mà nói chung là do ban tổ chức mà thôi. Nghĩa là nếu mà nói một cách khách quan thì trận đấu ngày hôm qua là
Ban tổ chức họ có một số sai sót, gọi là sai sót thì cũng không hẳn, nhưng mà có một số sự không hợp lý trong vấn đề công tác trọng tài. Nhưng trước hết chúng ta cũng phải, tôi lại nghiêng về cái ý kiến của huấn luyện viên Mai Đức Chung, nghĩa là trước khi mình trách trọng tài và trách những cái khác thì mình nên trách các cầu thủ của Việt Nam trước. Rõ ràng là mình thấy là trong trận vòng bảng thì nữ Việt Nam đã thắng nữ Thái Lan 2-0, và trận ngày hôm qua là trận đấu lại, nhưng mà Việt Nam đã thi đấu không được tốt và để hòa một đều trong hiệp chính, và trong đó hai bàn thắng đều là của Việt Nam ghi. Bàn bàn thắng của Thái Lan cũng là do cầu thủ Việt Nam đội đầu vào lưới nhà. Thì như thế là chúng ta phải nói là trong vấn đề chuyên môn là hôm qua Việt Nam thi đấu không được tốt lắm. Tôi thấy nói như thế thì hơi nặng lời quá. Thực sự là các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam Không, đây thì... tôi nhắc lại cái ý kiến của huấn luyện viên Mai Đức Nhưng mà Chung. anh nói là anh Tôi đồng cũng ý đồng với ý, ông đó. Thì đúng. rõ ràng là nặng lời. Thực sự thì là... Xin gửi một câu hỏi tới cho anh Huy Bùi, là có một bạn hỏi rằng là tại sao bóng đá nữ Việt Nam thì đá rất là hay ở khu Đông Nam Á, nhưng mà bóng đá nam thì rất là dở. Tại sao lại như vậy? Đấy đấy, bạn bạn vừa xem ấy thì cũng hỏi một câu y hệt như ông Nga, tức là tại sao bóng đá nữ thì lại giỏi mà trong khi bóng đá nam thì lại không được giỏi lắm. Chứng tỏ là đã có một cái sự đánh giá của giới hâm mộ rất là cao đối với cả bóng đá nữ Việt Nam. Nếu mà trả lời câu hỏi này dưới góc độ của một người quan sát như tôi ấy, thì có thể tôi nói là có thể là do vấn đề trình độ bóng đá nữ của Đông Nam Á, của Việt Nam và các đội khác nó đồng đều hơn, và vấn đề nhân tài thì bóng đá nữ Việt Nam cũng nhiều nhân tài hơn. Còn còn nếu mà hỏi là tại sao Việt Nam không không bằng, thì cái này nó thuộc về vấn đề thứ nhất là công tác chuyên môn huấn luyện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhân tài thì như thế, nhưng mà anh huấn luyện như thế nào so với các nước khác như thế nào. Mình nói không nói đâu xa, nhưng mà mình nói ngay như đội mà trước giờ Việt Nam vẫn gọi là kỳ vọng địch thủ bị thua suốt ngày, đấy là đội Thái Lan đấy. Họ công tác huấn luyện đội trẻ của họ rất tốt, họ đều cho các cầu thủ trẻ sang nước ngoài tập huấn ở những giải bóng đá lớn như là sang Anh, sang Ý và sang Đức. Thế còn không hiểu là nòng cốt của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đi đứng như nước nào để tập huấn thì tôi không không rõ lắm. Và như thế thì chúng ta thấy là đã có sự chênh lệch về chuyên môn rồi. Với cả sáng nay anh nói câu gì về các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam ấy À, các cầu thủ nữ thì rất xinh. thôi thì nếu các bạn không có câu hỏi gì nữa thì chắc là Hồng Nga cũng xin dừng chương trình ở đây. Thế nhưng mà các cầu thủ chúng ta rất xinh, rất giỏi và không có việc gì phải buồn. Còn nếu bạn nào mà có sáng kiến để mà đưa một cái khiếu nại lên trên mạng thì Hồng Nga sẽ ký đầu tiên. Xin cảm ơn các bạn theo dõi. Chào các bạn.